Tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2018. Tuổi Tý, cuối tuần này bạn phải đối mặt với nhiều rắc rối trong lĩnh vực tình cảm, sức khỏe cũng không được tốt lắm vì những mệt mỏi tích tụ trong một ngày làm việc quá sức. Bù lại bạn khá may mắn trong lĩnh vực tài chính và những chuyến đi xa. Tuổi Sửu, không khí gia đình bạn khá căng thẳng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn rất nhiều. Nếu có thể, bạn nên hạn chế đi đến những quyết định quan trọng trong hôm nay. Về sức khỏe, tạm thời không có bất kỳ vấn đề nào khiến bạn phải lo lắng. Tài chính ổn định. Tuổi Dần, bạn sẽ ký được hợp đồng quan trọng hay đàm phán thành công một dự án có giá trị. Đó chính là thành quả bạn gặt hái được sau khoảng thời gian nỗ lực vượt bậc. Nhờ vậy, tài chính được cải thiện, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Dịp này bạn dễ bị đau răng nên chú ý vệ sinh thật tốt. Tuổi Mèo, hãy tự tin vào khả năng của bạn, bởi lẽ đó là chìa khóa cho những thành công trong công việc. Tài chính dồi dào hơn mọi ngày, đặc biệt hôm nay hãy tự nuông chiều mình bằng một món quà đặc biệt vì bạn xứng đáng với điều đó, sức khỏe rất tốt. Tuổi Thìn, có vẻ như hôm nay là ngày bạn cần phải tiêu tốn nhiều tiền cho những khoản không thật sự cần thiết. Chính vì thế, hãy kiểm soát chi tiêu và hạn chế mang nhiều tiền ra ngoài. Mối quan hệ với người thân được cải thiện, tuy nhiên với đồng nghiệp bạn cần phải đề phòng nguy cơ bị chơi xấu nhé. Tuổi Tỵ, nếu phải thảo luận về những vấn đề tồn tại khá lâu, tử vi khuyên bạn hãy nghĩ đến chuyện nhượng bộ, không khí gia đình cải thiện rõ rệt. Về sức khỏe, bạn có thể cảm thấy những cơn đau bất thường nên quan tâm thăm khám thật sớm. Tuổi Ngọ, những nỗ lực trong chuyện tình cảm của bạn không được đền đáp. Đừng lấy làm phiền lòng vì điều đó mà hãy cho người ấy cơ hội hiểu bạn nhiều hơn. Lĩnh vực tài chính ổn định, trong dịp cuối tuần bạn sẽ nhận được tin vui từ người thân hay bạn bè ở xa. Tuổi Mùi, đây là một ngày bạn không cần tốn quá nhiều sức mà kết quả vẫn vô cùng đáng bất ngờ. Bạn có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian thư thả dành cho mình. Với chuyện tình cảm, những quyết định kết hôn, cưới xin được thực hiện trong hôm nay đều được thần tình yêu bảo hộ. Tuổi Thân, con đường tài lộc của bạn may mắn hơn mọi ngày rất nhiều. Đó có thể là tin vui về một khoản tiền bất ngờ hay được tăng lương. Nếu bạn muốn chuyển nhà hay dời văn phòng thì thời điểm này cũng cực kỳ thích hợp. Về sức khỏe, nhiều khả năng là bạn phải đề phòng nguy cơ đau đầu. Tuổi Dậu, uy tín của bạn trong công việc tăng lên. Đó là cơ hội để bạn được công nhận tài năng và cất nhắc lên vị trí cao hơn. Với chuyện tình cảm, đừng quá cứng nhắc kể cả khi bạn đã kết hôn hay còn đang yêu, kẻo phát sinh xung đột với người ấy. Về sức khỏe, chú ý khi vận động thể lực với cường độ mạnh. Tuổi Tuất, sự ghen tuông và những hành động bốc đồng làm cho mối quan hệ của bạn xấu đi. Chính vì thế, tử vi cho rằng trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng cần phải thật bình tĩnh. Công việc tạm ổn, dịp này mọi khó khăn về tài chính đều có cách hóa giải. Tuổi Hợi, bạn khôn ngoan hơn trong những vấn đề tiền bạc. Thế nhưng việc duy trì các mối quan hệ của bạn vẫn chưa thật sự khéo léo nên cần phải cẩn trọng hơn. Sức khỏe tạm ổn, trong ngày một điều đặc biệt bạn cần ghi nhớ là tránh xa các giao dịch về bất động sản.